Yo, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và chào mừng anh em đã đến với phần tiếp theo của Valiant Hearts Trái Tim Quả Cảm. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì đừng quên ấn like và đừng quên chia sẻ video cho mình nhé. Thì nói chung á là chắc một tuần mình ra được một tập, bởi vì ở đây mình khá là bận với những cái clip Minecraft, cho nên là mình sẽ gọi là hơi ít chơi cái series này tí. Nếu như mọi người ủng hộ mạnh mẽ thì mình sẽ làm nó nhanh hơn cho các bạn xem. Và chúng ta cùng tiếp tục cái tập tiếp theo, tập trước nào. Thì tập trước là đấy, khúc này nè. Khúc mà chúng ta đã gặp được Anna giúp cho gọi là Freddy cũng như là Emily vượt qua được cái gọi là tai nạn từ những cái đợt mưa bom của bọn lính Đức thì phải. Chắc là của lính Đức thôi. Và chúng ta được nghe được một bản nhạc cực kỳ hay luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục cái cuộc hành trình này xem thế nào nào. Oh shit, chơi lại à? Oh. Phải không ta? Mình à đúng rồi, lúc trước ấy là cái ông Freddy ấy, ông đã bị gọi là bị thương. Và bây giờ mình phải dùng Emily này để đi đi lấy thuốc trị thương về để cho cái bà Anna đấy, bà ấy chữa trị cho ông Freddy đấy. Nào, bây giờ chúng ta cùng chơi nào. Bây giờ các bạn hãy để ý nhá, là phải tìm cách để... đấy, có một thằng nó đang đứng cạnh ở kia kìa. Nó đứng ở bên kia các bạn thấy nhá. Và bây giờ mình phải đi thế nào? Mình cho con chó đây đúng không? Theo mình nhớ không nhầm là mình cho con chó. Bởi vì cũng khá lâu rồi mình không chơi cho nên bây mình cũng không có rõ nó thế nào đâu. Nếu mình có chơi mà nó sai lệch tí tí thì các bạn cũng thông cảm mình nhé. Rồi mình sẽ ném vào đây để phá cái này á. Theo mình nhớ không nhầm mà sẽ phá cái này sau đó chui qua. Các bạn chui qua mà nhớ đợi cái thời gian mà cái thằng cờ hó này á nó đi đã rồi các bạn mới chui qua. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi nhá. Rồi đi phải nấp vào sau đây nè. Đó, nấp vào sau cái này thì chúng nó sẽ không thấy mình. Rồi, cái này chúng ta có thể dùng tay được mà đúng không? Đó. Chúng ta sẽ đi qua đây. Đó, chúng ta sẽ đến một cái phạm trù mới rồi. Đây sẽ có mấy đàn lính nhá. Các bạn phải nấp vào sau cái này, nếu không thì các bạn sẽ bị đàn lính là nó phát hiện đấy. Và khi bị chúng nó phát hiện đấy thì các bạn sẽ bị chúng nó xiên. Rồi, chúng ta chạy qua, chúng ta sẽ chạy lại đấy. Đó, bây giờ chúng nó sẽ quay trở lại. Và các bạn vẫn phải nấp ở sau này, nếu các bạn không nấp ở sau này chắc chắn là các bạn sẽ bị chúng nó xiên. Thế như khẩu súng ấy, nó có lưỡi lề ở trước à, nó xiên vào người. Thốt lắm. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào đây. Oh shit. Chắc phải cho con chó qua kia rồi, bởi vì như các bạn biết là mình không có cái gì á. Lính đang quay lại sao ạ? Đúng rồi. Bây giờ phải quay lại để kiếm cái gì đó cho cái con chó này. Mình nhớ là hồi trước mình chơi là mình kiếm một cái kẹp. Đây đúng cái kẹp rồi. Đây mình sẽ cho chó lấy cái kẹp này. Sau đó mình sẽ chạy gấp qua đây. Đó. Khá là khó đúng không? Nếu như mà hồi trước mình không chơi đấy, mình mất khá nhiều thời gian cho đoạn này. Nhưng mà bây giờ do mình chơi rồi cho nên mình biết. Đợi. Thì tạm thời là mình qua cắt luôn đi. Nghĩ là mình sẽ chạy qua kịp ấy. Cắt gì mà lâu thế? Rồi, đi xuống. Ok. Lại đi lên. Tiếng gì ấy nhở? Tiếng trống chiếc. Mình sẽ mở tab cho các bạn đọc nhá. Đấy, dành cho những bạn nào muốn đọc, mình sẽ tạm dừng cho các bạn đọc. Chiến hào này, mê cung này, đài tưởng niệm sư đoàn Maroc này, và pháo binh hải quân. Đấy, bạn nào muốn đọc thì có thể... Cái kia là cái khí cầu của Baron đúng không? Baron Vodos. Bây giờ mình chờ thằng này xuống. Rồi sau đó mình sẽ đi qua đây. Nhờ có những... Ui, nó lên nhanh thế. Đờ mờ này cáo chuột gì lên nhanh vôn. Nó vừa mới ngoi cái đầu xuống là mình phải tận dụng thời cơ để mình đi qua nhanh chóng. Chứ thằng này nó ngoi lên đấy, nó ngoi lên rất nhanh nhá, bạn thấy không? Đờ mờ nó là chết đấy. Bây giờ đến lúc mà mình phải thể hiện cái trình độ gọi là cơ bắp của mình rồi. Các bạn nhìn nhá, phải phê thằng này. May nhờ đấy. Mình học đánh nhau từ tập 1 rồi. Nghe chưa? Đó. Thấy có một thằng lính sắp chết. Ở đường vào. Sắp chết, đường vào. Trời ơi, người này sắp chết rồi này, cứu nó. Thôi đi vào đây xem trước cái gì đã. Đấy, quân mình à? Chết mẹ tưởng quân Đức. Quân mình cứu nó. Kéo ra, anh lên. Chết luôn à? Trời ơi, kéo nó ra nó chết mà luôn, biết vậy không kéo. Cứu làm cái gì? Cứu làm gì để rồi chết? Đây có một cái gì con chó nó. Nó đào được cái gì nè? Một cái gì đây? Một cái tiền tì nữa này.
Rồi, đây đi qua đây xem à. À, đây là mình phải nối cái kíp nổ vào đây. Đây đúng không? Rồi, lấy của con chó này. À, ngoài đây nó có thêm hai cái chỗ để gắn mìn vào nữa. Mình sẽ đợi thằng này nó xuống. Dưới đây nó có hai chỗ gắn mìn nhé, bạn để ý nhá. Là bây giờ phải kiếm, ui nó lên nhanh thế, cái khó này. Gắn mìn ở đây một chỗ này. Chờ đi xuống. Đi giờ đi kiếm một chỗ gắn mìn nữa. Thực sự là hồi trước ấy, nếu mà mình chưa chơi đấy, mình sẽ không thể biết được cái chỗ gắn mìn ở đâu. Vì hồi đấy mình nhớ mình chơi, mình tầm tìm trong vòng khoảng 20-30 phút mình mới tìm thấy. Nhưng bây giờ do mình biết rồi ấy, cho nên là cái việc tìm nó khá là dễ. Bạn nhìn thấy xung đây không có cái nào đấy. Mà các bạn thấy đấy, bên kia kìa. Bên kia kìa, nhìn nếu mà nhiều bạn không để ý ấy, chắc không biết đâu. Mình có thể nhặt được cái này. Sao nhặt cái kia ta? Đập nó không rớt mà. Một nè. Sao lấy được cái đấy nhỉ? Mình nghĩ là phải lấy được cái đấy, sao không lấy được ta? Cái đấy lấy như nào nhỉ? Hai nè. Bây giờ làm sao leo lên lấy cái kia nhỉ? Mình có thể leo lên được không nhỉ? Leo thử nào. Làm sao để lấy cái trên kia? Đây qua đây để cho con chó lấy cái này nè, đó. Làm sao lấy cái trên kia nhỉ? Mình không biết lấy cái đấy như nào. Thôi chắc bỏ. Có nhiều cái kiểu nó không. Đó, mình sẽ lấy lại cái này. Sepia, Sepia, tiếng Pháp có nghĩa là không biết. F1 nó chỉ là bạn có thể tắt hệ thống gợi ý của tính năng. Đó, để xem nó gợi ý cho mình những cái gì nè. Đó là nó chỉ mình lấy hai cái này nè. Nhưng bây giờ thực sự là không cần nữa. Bởi vì đã biết rồi. Thật sự mình không biết cách để lấy cái hòn kia như nào nhờ. Bởi vì nó trên cao ấy, đập không được. Phát hiện ra mà không biết lấy như nào. Rồi mình lắp vào đây. Chuẩn bị có một vụ nổ lớn. Tập này chắc là chủ yếu đi cứu Phất đi thôi. Phất đi tội nghiệp vãi. Ông lính Mỹ. Boom. Đấy khói che hết ngoài kia rồi. Nổ phát thôi khói che hết ngoài kia. Biết hiểu sao che được. Rồi phải đi qua đây tiếp. Vặn cái gì đấy. À hiểu rồi. Bây chúng ta phải lần theo cái. Phải chạy theo cái này nè. Đó. Còn lắm nè. Chạy theo nhá. Bên nó trơn rồi. Nó trơn rồi đó. Chỉ cần mà lộ diện một tí thôi là xác con ngựa đã định nhá. Đó. Bây giờ phải đào xuống à. Có mìn bom gì không đây? Ôi giời ơi, có anh dân phòng. Ok. Phải luôn luôn trong cái tình trạng mà có chó, có chó. Bây giờ phải kiếm cái chìa khóa ở bên kia kìa. Không biết kiếm như nào. Có phệt được anh này không ta? Chắc không phệt đâu, bởi vì nó đứng ngoài với đứng trong ấy. Rồi phải chạy trốn cái sự truy đuổi của anh ta. Đây, bây giờ phải kiếm một cái móc. Một cái rơ móc để... Ui dồi, bên đây còn một anh nữa nè. Kiếm một cái rơ móc chắc là trong cái cửa này đây. Để cho con chó nó xuống. Không phải là cái rơ móc nữa, cái đó là cái gì nhỉ? Cái kia? Cái gì đây? Đây, cái món thứ ba, món tư rồi, phải nồi thật. Kéo này ra nè. Đào qua được không? Đào vào đây nè. Chắc chắn phải có móc khóa đây nhỉ? Không có móc khóa gì à, móc khóa bên kia. Chắc là phải lấy cái chai để tương thằng lợn kia. Đấy qua. Rồi đi ra. Chắc là phải tìm cái nào để phệt cái con lợn kia kìa. Con lợn đứng ở bên kia kìa. Bây giờ có một cách duy nhất là ném vào sau nó. Vãi rồi, ném vào đầu ấy nhỉ. Đờ mờ, phải ra lấy lại. Mình nghĩ là ném ra đâu đó gần gần ấy. Không lấy được hai cái, không lấy được hai chai lúc nhỉ. Đấy. Bây giờ phải ném qua đầu nó hay là ném vào đầu ấy nhỉ, mình không biết nữa. Không rõ lắm. Mình nghĩ là phải ném qua đầu đó. Ném qua đầu là ném qua đây à. Đó, nó sẽ qua đây à. Nó mò này. Mò này, mò này, ông học chiến đấu ở tập 1 nhá, cờ hó. Đây có gì nè. Rồi, 4 món rồi. Đây rất là nhiều gọi là lựu đạn nhá. Lựu đạn. Không nhỉ, cái đây là cái gì nhỉ? Cái đây là đạn của pháo ấy. Đạn của pháo là mấy cái đạn mà pháo bắn tháp, pháo bắn nhà đấy. Pháo cực kỳ khốn nạn là mất dạy đấy. Mấy pháo này bắn phải là một căn nhà gọi là cụ nữa. Chết mẹ quên. Đang mày nói. Lên. Lên. Con chó vào đã. Xuống ngay. Cả khó. Ok, ra đây. Bây giờ mình sẽ phải... Đó,
Mấy ngu này nó rất là thích trêu chó đấy. Cho ai đánh lạc hướng thì hay luôn. Ok. Ê, ba em. Mấy thằng bọn này nó không để ý chó ta. Mình nghĩ chúng nó phải để ý mấy con chó nhỉ. Thậm chí con chó lấy cái chìa khóa ngay trước mặt nó, mà nó không thèm quan tâm luôn. Mình cũng không hiểu lý do tại sao nó không thèm quan tâm luôn. Nhưng mà đấy cũng là một điều tốt thôi. Rồi đi vào đây. Đập này ra. Vâng, lại một cái thứ gì đó hay ho đây rồi. Cái bản nhạc nghe quen lắm này. Hình như đây toàn nhạc của Beethoven thôi hay sao ấy. À, đây có một chỗ vào nữa. À, có khá là nhiều chỗ vào đúng không? Sẽ đi qua đây. Bên kia như không có gì hay sao ấy. Nhiệm vụ của mình phải lấy cái gì xoay xoay, lấy cái đồ xoay kìa. Đây có gì đây ta? Này là cái gì? À hiểu rồi, bây giờ mình sẽ cho cái này xoay đến tận cùng nè. Nha, bây giờ mình sẽ xoay cái này tận cùng. Bị xoay đến cuối cùng nè, đó. Cuối cùng luôn nha, cuối cùng luôn. Ok, cuối cùng luôn. Không chưa? Bây giờ sẽ móc cái này lên, đó. Sẽ móc theo. Móc lên rồi đó. Đi nào. Về lại nào. Ok. Con chó nhìn cưng quá. Chó giống chó nhà mình. Rồi bây giờ phải vặn này cho nó xuống dưới đây. Rồi nó không chạy qua nữa. Rồi cho lấy. Ơ kìa. Ôi rồi phải đổi bên rồi. Đổi bên với con chó rồi. Bởi vì con chó nó không lấy được. Nó cái đấy nó khá nặng nữa con chó. Cái răng con chó nó không lấy được. Đây cho nó đẩy cái này. Đó. Mình lấy. Ok, mình xin nhá. Ấy lặng thế ông này, bê căng cái này chó ơi, thế vẹo được. Đó, hợ ơi. Bê còn hợ nó gì mình. Ở đây, ok. Bạn này ạ. Đấy, đường bí mật đấy, hầm hào bí mật của Đức ở đây chứ đâu. Wow, phát xít này. Ok. Lại đừng lên nữa. Trời ơi, phát đi chết chưa? Phát đi ơi. Trời ơi, ở nhà nửa tiếng đồng hồ rồi. À, mấy chục phút rồi, ông này đi kiếm chậm quá. Mà không thấy. Để bắn gì à? Chắc bắn cái tòa tháp kia quá. Chắc bắn một này chứ bắn gì nhỉ? À Baron! 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 Rồi chết mẹ mày. Con lợn Baron. Trời nó vẫn kịp lên khi cái cầu luôn, vãi nồi. Papa à, ông kia là papa của Anna à. Oh shit. Baron von Dorf lại một lần nữa trốn thoát. Trong khi đó Emilia vẫn tiếp tục tìm thuốc cứu thương cho Freddy. Ồ, chột rồi. Và họ nhanh chóng tiếp tục cuộc hành trình. Trời ơi, Baron, phớt đi chột rồi. Cuộc hành trình đã đưa họ đến Rem, nơi dấu vết cuối cùng được tìm thấy của tên cáo giả Baron và phi đội Zeppelin của hắn. Hay. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Trời ơi, lại cái hình ảnh này à. Đây cái hình ảnh khốn nạn của ông này. Trời ơi, nó thả kìa. Thả mi như thả cứt đấy kìa. Vãi nồi thật. Úi giời. Rồi ông này dễ lắm. Nhảy đi trước à? Rồi bỏ đồng đội à? What the fuck? Hành động what the fuck kìa. Ô hay, ô kìa. Mình phải chơi ông này à? Ngày 1 tháng 6 năm 1995 ở Pháp. Lên nè. Ôi, xuống. Eo xuống lại được, the fuck. Trời ơi. Eo tin được luôn. Xuống lại không được. Rồi đi. Rồi, min. Rồi, phát rồi. Ôi. Min thốn quá, ấy. Rồi, min rồi. Chạy nhanh, run qua khu này. Ôi, cái gì đấy. Trời ơi, min kỳ quá. Min kỳ cục quá, min chạy đu kéo luôn. Min khó tính quá. Nhìn min này đó. Chạy nhanh. Đây không phải lúc để chờ đợi. Ok. Tí này min gì what the fuck kia đây. Đầu phong min. Min này sao qua nhở. Đừng đùa chứ. Rồi đập. Rồi qua, mừng quá. Rồi ông này đang săn thằng Baron đó. Đây là Freddy đang săn Baron. Ông này muốn có bùa Baron lắm rồi. Rồi vào lâu đài luôn. Đó.
Phớt đi, trong lúc Phớt đi đang San Baron thì mình Emilia đang đi vòng vòng. Và ok, mình sẽ dừng tập này đây. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì đừng quên like và share video để ủng hộ cho mình nhá. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Mình biết là clip hơi ngắn nhưng mà hy vọng là mọi người vẫn ủng hộ mình để mình tiếp tục có gọi là động lực để làm những video tiếp theo hay hơn. Với cả là mình đang bị cảm cúm cho nên là mình không thể làm video nó dài hơn được. Rất xin lỗi mọi người nhá. Và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cho đến thời điểm này. Bye bye, chào tạm biệt. Yêu các bạn, bye bye.